Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì trong một cái bộ dàn âm thanh mọi người đầu tư, đặc biệt về karaoke á, thì chất âm luôn là cái mục tiêu chính để mọi người hướng tới. Tuy nhiên, một cái bộ dàn âm thanh karaoke nó có chất âm hay thì nó đã đủ chưa trong một cái môi trường mà mọi người, cũng trong một cuộc sống mà mọi người, thì mọi người biết rồi đó, công nghệ 4.0 hiện nay thì công nghệ nó thay đổi hàng ngày, liên tục, cứ qua một ngày mới, thậm chí một tuần tới là nó đã có một sản phẩm khác rồi, đã công nghệ đã áp dụng một công nghệ mới AI này kia vào một cái sản phẩm công nghệ rồi, thì không biết cái ngành âm thanh mình nó có bị ảnh hưởng gì không, và hay thôi đã có đủ chưa cho một cái bộ dàn âm thanh karaoke. Thì mình với mọi người cùng nhau trao đổi về vấn đề này nhé. Bắt đầu thôi. Ok. Về dàn karaoke thì mọi người nhớ không ạ? Ngày xưa dàn karaoke nó sẽ gồm gì? Nó sẽ gồm một cái loa nằm, một cái loa nằm truyền thống như thế này, rồi một cái amply bao nhiêu sò đó, rồi sub nếu có nè, rồi micro có dây, rồi một cái đầu karaoke 6 số, mọi người nhớ không ạ? Đầu karaoke 6 số ấy rằng rất là nổi tiếng ngày xưa. Nhưng bây giờ, như năm 2023 rồi, dàn karaoke đời mới hiện nay nó sẽ gồm những gì? Nó sẽ xài một cái loa đứng, gồm chép kèn này kia cho công suất nó lớn hơn. Rồi sao nữa ạ? Rồi người ta xài cục đẩy, rồi người ta xài vang số, người ta không xài amply nữa. Rồi đầu karaoke thì lại giờ lại năm nay là người ta lại xài ra cái đứng đầu karaoke thông minh, vừa xem phim được, vừa nghe nhạc được, vừa karaoke được. Đó, thì mọi người thấy một khoảng cách từ những 10 năm, tầm 10 năm trước thôi, đến bây giờ là một cái bộ dàn karaoke đã khác nhau rất nhiều rồi. Thế thì trong tương lai thì bộ dàn karaoke nó sẽ thay đổi như thế nào? Thì theo mình đoán á, thì bởi vì những năm gần đây bên các hãng nó đang thiết kế loa theo một cái xu hướng là càng nhỏ gọn càng tốt. Như mọi người nhớ không ạ? Năm 2020 Bose, một cái hãng loa rất là nổi tiếng, đưa ra một cái sản phẩm loa cực kỳ nhỏ gọn là L1 Pro 8 mà mình xách tay về, bên mình có xách tay về đó. Từ năm 2020 và nó sẽ thiết kế của nó là gồm rất là nhiều củ loa nhỏ, 8 củ loa nhỏ nhỏ thành một cái cột và một cái sub ở dưới, acti luôn. Đó, dòng đó mà công suất mang lại sao ạ? Chất âm mang lại sao ạ? Cực kỳ hay, đến bây giờ vẫn còn bán chạy, bán cực kỳ tốt luôn. Đó, đến năm 3 năm rồi, sản phẩm đã ra được bắt được 3 năm rồi. Nhưng bây giờ vẫn rất là hot trên thị trường. Rồi đến năm nay, SE Audio Technic, một cái thương hiệu đến từ Đức, họ ra một cái dòng sản phẩm loa IC38X, bên mình cũng có bán khá là nhiều dòng này. Nó sao? Nó thiết kế tương tự luôn, nó cũng là column array luôn, nó cũng ứng dụng công nghệ column array của bên Bose luôn. Tuy nhiên dòng này thì lại là dòng passy gắn cho bộ dàn. Đó, tuy nhiên hai thằng thì nhìn có vẻ khác nhau đấy, tuy nhiên là nó sẽ cùng một cái kiểu của bên tư duy của bên Đức và tên cái bên châu Âu, bên Mỹ, họ sẽ tư duy là họ làm cái loa càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng ít chiếm không gian diện tích của nhà của mọi người lại, để làm sao cho nó khi đưa vào không gian nhà mọi người làm sao cho nó nhỏ gọn nhất, đẹp nhất. Chứ bây giờ bắt đầu hãng người ta bắt đầu chán, người ta không muốn làm những cái loa thùng rất là to như ngày xưa nữa rồi. Những cái loa full range mọi người nhớ 3 tấc, 4 tấc, 4 tấc đôi, 3 tấc đôi rất là cao, rất là to, để trong gia đình nó rất là thô. Tuy nhiên bắt đầu giờ các hãng làm loa nhỏ lại rồi. Nhỏ nhưng công suất phải to nha. Mọi người nhớ không ạ? L1 Robo L1 Pro 8 sao? Công suất cực kỳ khủng khiếp. Người ta đưa công suất ra có 300W thôi, nhưng thực tế bên mình nghe con đó công suất chắc phải tầm 500W. Bởi vì là Bose nó đưa ra công suất như vậy thôi, nhưng mà cái độ thể hiện nó mang lại, cái độ nhạy nó mang lại nó quá lớn, nên là âm thanh nghe rất là đã. Rồi ông IC38 cũng vậy. Cái ông IC38, một cái loa nhỏ gọn chỉ còn 8 cái củ loa nhỏ nhỏ cộng 2 củ sub chép thôi, tuy nhiên thì công suất nó mang lại đến 400W. Mà mọi người nghĩ một cái thanh bé xíu này 400W, mọi người nhớ ngày xưa một cái loa cỡ đó mà muốn 400W là nó phải ít nhất nó phải 3 tấc. Đó là ít nhất nha, còn không là phải 4 tấc mới 400W được. Ý cuối cùng mà mình muốn nói đó chính là một cái loa mà trong công nghệ mới hiện nay các nhà hãng hướng tới á, là nó sẽ phải đa năng, nó không thể nào làm một mục đích nữa rồi. Mọi người nhớ không ạ? L1 Pro 8 ra mắt năm 2020. Loa karaoke được không? Được. Nghe nhạc được không? Được. Mà set đi set lại cũng được đó, như một cái loa di động luôn, cực kỳ tiện lợi. Bose cũng có một dòng rất là hot, đó là dòng S1 Pro, ra mắt từ 2017. Tuy nhiên đến 2022, 2023 năm nay thì Electrovoy ra một dòng Evers 8, thì nó nâng cấp so với con Bose S1 Pro là thế nào? Mọi người, cái này mình có nói rồi, mình nhắc lại thôi ha. Evers 8 có echo nha mọi người, nó giải quyết được luôn cái vấn đề của S1 Pro ngày xưa là phải mua một cái mic echo cắm vào, thì Evers 8 đã có luôn echo rồi, mọi người không cần phải
mua mic echo và không phải mua mixer hay mua gì hết nữa. Mọi người cắm bất kỳ cái mic vào, cái mic nào mọi người thích, chất âm mọi người thích mọi người cắm vào, có echo sẵn hát luôn. Ok. Rồi chưa kể nữa, cái con Universe 8 nó còn cái hay, nó có cái ao nguồn 12V. Thì thật ra nhiều khách không có hiểu cái ao nguồn 12V này làm cái gì. Cái ao nguồn 12V này để mình nuôi luôn một cái micro, micro không dây ấy mọi người, ví dụ như JBL VM300 nè, rồi con Sound Mic 599 Pro của mình nè, thì nó cũng dùng 12 cái nguồn 12V. Thì mình chỉ cần nối từ cái đó con loa ra cái mic, thế là coi như mình có nguyên một cái bộ loa di động mà xài luôn một cái mic xịn sò rồi, không phải xài những cái mic echo hàng Trung Quốc nữa, mình xài mic của Mỹ luôn. Mình xài mic JBL VM300 mà trực tiếp mà xét rất nhỏ gọn đi luôn. Đó thì mọi người thấy không, chỉ cần sau vài năm thôi là các hãng nó đã nhìn thấy cái yếu điểm của nhau và nó ra một cái sản phẩm nâng cấp lên rồi. Rồi đến SEIC 38 thì sao ạ? Thì như mình đã nói, SEIC 38 là một cái loa đa năng, vừa karaoke được, tuy nhiên nó lại xem phim được nha mọi người. Loa EIC 38 xem phim rất hay, ở bên mình đã test rồi. Sắp tới bên mình sẽ có một triển khai một vài dự án về EIC 38, về phòng phim. Thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận cái dòng sản phẩm này riêng về phim. Mọi người nhớ đón xem clip của mình ha. Ok, vừa rồi là một số dự đoán của mình về những dòng loa tương lai, xem là nó có thay đổi gì so với những cái dòng loa hiện nay. Thì không biết là mọi người có ý kiến gì không, mọi người có xem có, mọi người có nghĩ rằng những dòng loa tương lai nó sẽ có khác biệt gì so với những dòng loa bây giờ, thì mọi người hãy comment cho mình biết nhé. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.